Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền bờ kè Phước Hải ha, đường Trần Hưng Đạo thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, vị trí em đang đứng đây là ngay căn nhà của mình luôn nha quý anh chị. À, mặt tiền khu kinh doanh rất là sầm uất ha. À, mặt tiền bờ kè đây là chuyên kinh doanh hào nha quý anh chị. À, thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà một trệt một lầu đang cho thuê hôm tây nha quý anh chị. Đây căn nhà này ha. À, ngang là 5,5 m, sâu vào trong là 10 m. À, full hết thổ cư nha quý anh chị. Nhà đang cho thuê hôm tây còn mới cứng luôn. À, thì hiện tại chủ nhà đang đi công việc nên em không có quay vào trong được ha. À, nên là chủ nhà đang đóng cửa, nhưng mà em có hình, quý anh chị quan tâm inbox Zalo em gửi hình cho quý anh chị xem ha. Đây căn nhà này nha quý anh chị. Em xin nói lại diện tích là ngang là từ cái mí trụ điện này đây qua bên này là 5,5 m, sâu vào trong là 10 m ha. À, nhà một trệt một lầu còn mới cứng luôn. Chủ nhà đang cho thuê hôm tây nha quý anh chị. Thì căn nhà này chủ đeo kêu giá chỉ có 4,8 tỷ thôi. À, còn bất lập cho anh chị nào thiện chí ha. À, căn nhà khá là đẹp luôn quý anh chị. À, đầy đủ nội thất trong, máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. À, máy lạnh đồ đầy đủ ha. Mà giá chỉ có 4,8 tỷ thôi, quá là rẻ luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào đang tìm cái nhà, nhà mà một trệt một lầu mà có sẵn hôm tây về ở nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em căn nhà này ha. Cực kỳ mát mẻ luôn quý anh chị. À, em đang đứng đây mà khá là mát luôn ha. Căn nhà này nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí mình di chuyển về thành phố Bà Rịa khoảng tầm 15 phút ha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ nha quý anh chị. Khá là gần thôi. À, quý anh chị quan tâm biển Phước Hải thì inbox cho em ha. Căn nhà còn khá là mới luôn quý anh chị. Khá là đẹp luôn. Em quay sơ cho quý anh chị xem ha. Mặt tiền đường bờ cài biển Phước Hải nha quý anh chị. Từ mấy này ha, từ mấy này qua này là 5,5 m nha quý anh chị. Nhà mình đây quý anh chị. Nhà này ở dưới thì có một phòng khách với lại một toilet nha quý anh chị. Ở trên là hai phòng ngủ luôn ha. Này giống như mình cho thuê nguyên cái hôm tây quý anh chị. Bờ kè biển Phước Hải thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Phủ hồng toàn bộ hết cho quý anh chị, không có bị quy hoạch ha. Căn nhà này để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 77 tờ bản đồ 90, địa chỉ là thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 55,6 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, full hết thổ cư nha quý anh chị. Thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình này. Mặt tiền đường Trần Hưng Đạo nha quý anh chị. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thì đất của mình là quay về hướng đông nam ha. Cực kỳ mát mẻ luôn quý anh chị. Đây và đây là quy hoạch của mình quý anh chị ha. Phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Phủ hồng hết luôn. Ngang 5,5 m, sâu là 10 m quý anh chị này. Đấy. Phía sau mình là 5,1 m, nhưng mà còn cái góc bên này nữa quý anh chị, nó cũng đủ 5,5 m luôn, nhưng mà tại vì nó có xéo xéo nhẹ một cái góc nhẹ này thôi ha. Đó. Nói chung rất là vuông vức luôn. Phủ hồng toàn bộ không có bị quy hoạch nha quý anh chị. Cho quý anh chị xem vị trí là kinh doanh buôn bán sầm uất luôn này. Đó, mặt tiền biển dàn kín hết luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà quan tâm cái hôm tây này thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.